tròn được tô màu một phần. Rồi, rất xuất sắc. Cảm ơn các bạn nào.
tượng là hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau và 8 tô màu vào một phần hình tròn. Vậy câu hỏi của mình, vậy 8 tô màu vào một phần mấy của hình tròn? Cô là 8 tô màu vào một phần 6 của hình tròn ạ. Rất tốt, như vậy nhiệm vụ các nhóm bây giờ chỉ còn lại là hình vuông. Đã nhiệm vụ các con là 8 tô màu vào một phần mấy của hình vuông. Thank you.
mấy phần chuông? Nó có 5 trả lời không? Nó có 5 trả lời không? Nó trả lời không? Là 1 phần 5. Nó trả lời cả câu là mỗi phần còn lại của hình chuông. Mỗi phần còn lại của hình chuông là 5. Là 5. 5 là 4. Là 1 phần mấy của hình chuông? Là 1 phần 5 của hình chuông. Con sẽ không trả lời thành câu nào? Mỗi phần còn lại của hình vuông là 1 phần mấy của hình vuông? Hãy giúp bạn trả lời rõ ràng thôi các anh. Ông cô là tích hình vì hình vuông chưa thể là 5 phần. Không nghe rõ câu hỏi cô này. Mỗi phần còn lại của hình vuông là 1 phần mấy của hình vuông? Còn mỗi phần còn lại của hình vuông là 1 phần.
Đáp án đúng và cho bà con nhé. Nào, ô, 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 bà con.
bạn này có ý kiến này. Thank you.
Thank you.
thì chúng ta bánh mà các bạn đã ăn. Nào vậy? Chiếc bánh A, chiếc bánh A.
Thank you.